lập nghiệp người xa quê hương, ở nơi xứ người, thì hãy lập cho mình một tinh thần vực vững chắc, suy nghĩ trước khi đi, đi lao động, những người môi giới, công ty, họ nói, đến lúc mình đi rồi thì ở bên này, cuộc sống nó không được đẹp như những người môi giới là lao động nói, ở bên này làm cực khổ, ăn uống môi trường không thích hợp. Tiếng ngôn ngữ thì bất đồng, chả ai ốm đau tự quan tâm. Ngày ở Việt Nam mình ngày là 8 tiếng ăn chơi, nhưng ở bên này ngày phải làm đến 12 tiếng, làm không nghỉ tay, ốm phải đi làm, mình không đi làm thì không có tiền. Tôi nhớ mọi người rất nhiều, những ai đi đã đi rồi thì hãy cố gắng, dù có gục ngã thì vẫn phải đứng lên và bước tiếp nhá. Sao em ngồi nơi đây còn hồn